Hello, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Hở GTV đây. Và hôm nay mình lại tiếp tục ra một cái video mới nè các bạn ơi. Thì ngày hôm nay á, là nhà phát hành có ra lại mấy cái gói cũ nè mọi người. Nếu như mà ai chưa có mấy cái gói này á, thì các bạn nên tranh thủ tìm kiếm kim cương để mà mua. Hoặc là các bạn có thể là mua bằng tiền nha mọi người. Với lại là ngày hôm nay á, thì nhà phát hành đã có tổ chức ra một cái event. Thì các bạn có thể là nhận quà thật nha mọi người. Có nhận quà như là Typhoon hay là cái gì đó mình không nhớ nữa. Nhưng mà cũng có thẻ cào luôn nha mọi người. Rất là hấp dẫn luôn ý. Thì nhận được cái gì á, thì một tí nữa mình nói cho tất cả các bạn nghe chi tiết ha nha. Và cách nhận nha mọi người. Đó, thì bây giờ là mình sẽ xem mấy cái gói cũ nè. Đây chính là cái gói nông dân cô đơn nè mọi người. Thì cái gói này lúc đó nó cực hot luôn. Thì cái gói này sẽ gồm có 6 món với giá là 129.000 nha mọi người. Và tiếp theo đó chính là một cái gói khá là cỏ luôn nè. Tham kiến điện hạ là gồm có 2 món với giá là 129.000. Thì cái gói đó mà là mình đang mua đó mọi người. Nhưng mà mình mua bằng web á, cho nên là bây giờ nó chưa có để mình review cho các bạn coi. Đó, thì bây giờ là mình sẽ vô tùy trò chơi. Vừa chơi tùy trò chơi và vừa nói về cái thông tin hướng dẫn cho tất cả các bạn tham gia cái event này. Để mà các bạn kiểu như là nếu mà may mắn thì các bạn sẽ trúng được nhiều phần thưởng có giá trị nha mọi người. Đó, cực kỳ hấp dẫn luôn nha. Thì cái điều kiện đầu tiên mà các bạn cần phải có để mà có thể là làm được cái nhiệm vụ này á, đó chính là các bạn cần phải có một cái tài khoản Facebook nha mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ đọc cho tất cả các bạn nghe nha. Vào group điểm danh, hốt quà thật nhanh, bật mí trong group Play Together Việt Nam Official. Hiện nay đang có một cái event hot hot hot. Chỉ cần vào group điểm danh là có cơ hội nhận quà thơm phức. Siêu giải luôn phải không nào? Thời gian sự kiện là từ lúc 9 giờ ngày 21 tháng 5 cho đến là 11 giờ của ngày 26 tháng 5 lúc tối nha mọi người. Đó, thì quà thơm phức bao gồm đó chính là một cái tai nghe Sony nè, một cái cục sạc dự phòng và 5 cái gói ôm Play Together Cute for my wear. Với lại là 10 cái thẻ điện thoại trị giá là 100k nha mọi người. Trời ơi, cực kỳ hấp dẫn luôn á. Đây, hốt quà bằng cách là vào group để xem rõ hơn về thể lệ nha. Bước 1 là các bạn sẽ bấm like và share cái bài viết này về trang cá nhân để chế độ công khai với hashtag là Play Together Việt Nam. Bước 2 là sau đó các bạn sẽ tham gia vào group Play Together Việt Nam Official tại cái link Facebook này nè mọi người. Bước 3 là các bạn sẽ comment gì vậy trời. Đó, tại điểm danh được ghim ở trong group. Thì các bạn vào group á, các bạn phải tham gia nha mọi người. Để cho kiểu như là người ta đăng bài á, là mọi người sẽ dễ thấy hơn để mà có thể điểm danh nha. Bước 4 là điền các thông tin liên quan và con số may mắn từ 1 cho đến là 1 triệu nha mọi người. Vào form có cái link nè mọi người ơi. Thì mọi người sẽ bấm vào cái link và nhập con số may mắn của mình nha. Giống như là chờ bốc thăm may mắn gì á mọi người. Đó, sau đó thì chúng mình sẽ quay số ngẫu nhiên để chọn ra người nhận quà. Nhanh nhanh vào group để tham gia sự kiện để có cơ hội top người may mắn trúng thưởng các phần quà siêu hấp dẫn từ chúng mình nhé. Mã yêu, lưu ý là nếu số may mắn trùng sẽ ưu tiên người sớm hơn nha. Kết quả sự kiện được công bố trong 3 đến 7 ngày sau khi sự kiện kết thúc. Nếu có tranh chấp, quyết định của chúng mình sẽ là quyết định cuối cùng. Mình thấy một cái event này nè, mình thấy nó khá là dễ luôn. Thì các bạn nào mà rảnh rảnh á thì các bạn có thể làm theo những cái bước mà mình đã nói như trên nha mọi người. Kiểu như cái này là do cái số phận, kiểu như là mình hên á thì mình sẽ được trúng nha mọi người. Thì có các phần quà giá trị giống như là tai phone nè, với lại là cục sạc dự phòng của mọi người, cực kỳ hấp dẫn luôn. Cho nên là mọi người có thể là tranh thủ để mà tham gia cái event lần này nha mọi người. Mình là phải tham gia sớm nha mọi người. Tại vì nếu như mà có trùng số á, thì nhà phát hành nó sẽ lấy cái số đầu tiên. Nếu như mà các bạn comment sao á thì các bạn sẽ là người bị mắc quà nha. Đó, cực kỳ tiếc luôn á mọi người.
Rồi ok các bạn ơi, thì chắc video clip của mình cũng đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem tới đây. Các bạn nhớ cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh và nhớ ấn vào cái chuông để cho mình ra video mới là các bạn là người xem đầu tiên nha. Rồi cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều luôn. Hẹn các bạn trong những video clip theo của mình nha. Bye bye mọi người.